Em nghe rõ không? Cái thằng lưu chuyển tiền tệ ở trên, cái thằng lưu chuyển tiền tệ nó là một phần tương đối khó đấy, không phải ai cũng biết lên lưu chuyển tiền tệ đâu. Mặc dù là nhiều người có thể là nhặt lên được bảng cân đối tài khoản, nhặt lên được kết quả kinh doanh, nhưng cái lưu chuyển tiền tệ, kể cả nhiều người trong nghề cũng không không phụ thuộc vào phần mềm thì cũng sẽ không thể nhặt được. Nên là cái việc mà em thắc mắc là tại sao khi chiều em ngồi em tìm mãi à? Vâng, em tìm mãi nó không ra, nó cứ bị lệch so với lại cái bảng lưu chuyển tiền tệ này, cái chỉ tiêu 02, 06 và 07 ấy. Đấy là em có tính tò mò thôi. Chứ còn nhiều bạn là không kết xuất ra một bộ như thế này là các bạn nộp luôn, các bạn không tìm hiểu. Tuy nhiên Vâng. thì tò mò thế là cũng tốt để em hiểu bản chất. Nhưng mà bây giờ chị sẽ chỉ cho em cái cách để em nhìn được. Mặc dù là làm trên phần mềm nó tự chạy, nhưng mà nếu em kiểm tra em sẽ biết được là nó chạy như thế nào để năm sau ví dụ dữ liệu của em nó có lớn hơn, nó rộng hơn chẳng hạn. Em hiểu không? Thì em có thể tự tính ra được. Vì năm nay có khả năng là dữ liệu của em nó đang ít, số liệu nó nhỏ, có khi nó vẫn còn dễ. Hiểu chưa? Chứ không phải là học dập khuôn. Đây nhá. Đầu tiên ấy, muốn mà lên được cái lưu chuyển tiền tệ, nhiều bạn không biết mà các bạn lại đi cộng cái số dư cuối kỳ, sai hoàn toàn luôn. Được chưa? Cái lưu chuyển tiền tệ này là báo cáo về tình hình luân chuyển tiền. Tiền thì bao gồm là tiền mặt và tiền gửi là thường xuyên. Nên là thường là 111 và 112, tiền đang chuyển thì ít lắm. Thì hầu như các doanh nghiệp thì chủ yếu là 111 và 112. Tuy nhiên, nếu mà để cộng lên cái lưu chuyển tiền tệ, em phải kết xuất sổ nhật ký chung. Khi chiều em có kết xuất cái sổ nhật ký chung này ra không? Hay là em cứ tự lọc vô Em tư? còn không biết cái sổ nhật ký chung này ở trong Visa trong nó ở trong chỗ nào à? vâng tìm mãi không biết nó ở chỗ nào trong Visa đấy. Em phải kết xuất cái sổ nhật ký chung ở trên Visa, vì cái sổ này là cái sổ ghi chép như kiểu sổ gốc ấy. Như kiểu ở trên phần mềm Excel của chị nó là sổ nhập liệu chi tiết, thì ở trên đây nó là nhật ký chung. Nhật ký chung là nó thể hiện tất cả tất tần tật mọi bút toán mà em đã hạch toán của doanh nghiệp em vào đây hết. Được chưa? Đấy, thế và bây giờ muốn lên được lưu chuyển tiền tệ, đầu tiên em phải kết xuất cái sổ nhật ký chung này ra trước thì mới nói đến chuyện. Chứ nhiều bạn đấy, nên là chị đã hỏi em trước khi em bảo là lệch, chị hỏi em là em cộng số này ở đâu hay là em cộng dư cuối kỳ là nó sai ngay. Không, em vào em lại vào sổ quỹ với sổ tiền gửi để em nọc nọc các cái tài khoản Thế có phải là thủ công không? Đúng đấy không? Xong rồi lại cộng hai cái lại với nhau à? Đúng không? Thì cái sổ nhật ký chung. vâng cộng hai cái đấy, xong rồi em tổng hợp trên cái bảng Excel ấy Nghe vất đấy, vả đúng em không? cho nó ra. Vâng, Nhưng nhưng mà mà nó lệch lại vẫn đấy lệch. đấy. Và không, nghĩa là trước trước cái lúc mà chị chưa chỉ em ấy thì là nó Đấy, nhưng cái đấy mà nó mới là cái kho đây. Đây bây giờ chị sẽ chỉ cho em nha, bỏ lọc cái này ra. Chị sẽ chỉ cho em cái cách đọc ở trên Misa này. Bây giờ chị sẽ chỉ cho em cách đọc trên Misa này. Thì nếu mà em vào đây thì nó đã tự động ra một bộ rồi. Đấy, tuy nhiên thì em có thể vào tiện ích này. Cái thằng Misa nó có cái hay là người dùng có thể tùy biến để thay đổi công thức được cơ. Nên nó để cho em vừa cái thứ nhất là để em xem cách nhặt, cái thứ hai em có thể tùy biến được, em chỉnh sửa được ở trên cái thiết lập báo cáo tài chính. Đấy, bạn nào mà chưa biết cách lên báo cáo tài chính, chưa biết nhặt chỉ tiêu ở đâu thì vào đây xem là nó đã có những cái ký hiệu ở đây cho mình hiểu rồi. Bỏ qua cái phần báo cáo tài chính đi, chị sẽ đi đến luôn cái phần lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Được chưa? Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp thì ở đây em đang thắc mắc cái chỉ tiêu số 2 là tiền trả cho nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ, đúng không? Thế thì bây giờ chị sẽ chỉ cho em cái cách nhìn này, cách nhìn công thức ở trên đây nhá. Là cái chỉ tiêu số 2, tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ, đúng không? Trong cái tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ thì nó sẽ phân ra làm ba cái tiểu mục nhỏ là trả tiền cho người bán, hoặc là mua hàng trả tiền ngay, hoặc là chi mua chứng khoán vì mục đích thương mại. Và trong đây em sẽ chạy sang, em nghĩa sang bên này, em ngó sang bên này từng dòng một. Đây này, em nhìn thấy này, tiền chi trả thì nó sẽ là điền âm trong ngoặc rồi nên nó sẽ điền dấu trừ trước, được chưa? Tiếp theo là đếm phát sinh đối ứng chi tiếp theo, tích vào đây, phát sinh đối ứng chi tiếp theo sản xuất kinh doanh, có nghĩa là em sẽ định khoản, nếu mà em định khoản là nợ 331,
có 111 thì là nó sẽ nhặt lên chỉ tiêu này này, là tiền tiền trả tiền cho người bán là nợ 331 có 111 khi hạch toán hoặc là 11, nó chỉ ghi là 11 thôi, là em hiểu được rằng là 111 hoặc là 112 đều được. Nghĩa là sau nó là cái số nào không biết, chỉ cần biết trước là 11 là tiền rồi. Đúng không? 111, 112 hay 113 thì nó đã mặc định cái công thức tổng quát là nợ 331 có 111 sẽ nằm ở trong cái chỉ tiêu tiền trả cho người bán. Được chưa? Đấy, tiếp theo này đến cái xong nhá, đây là tiền thường là tiền trả cho người cung cấp thường là 331. Nợ 331 và có tài khoản 11 đối ứng với tiền 111, 112 hoặc 113. Tiếp theo là mua hàng trả tiền ngay này. Mua hàng trả tiền ngay thì nó sẽ có cái nghiệp vụ là gì? Nợ 1 năm và có 11. Đấy, ví dụ như 152 này, mua hàng thì có phải em định khoản mua hàng nhập kho là nợ 152, nợ 153, nợ 155, à nợ 156 là ký hiệu chung, nó đặt chung là 1 năm. Em hiểu chưa? Nợ 1 năm và gì đây? Và 611 trừ đi dư. Đây là dư của nợ 1 năm và dư của 611. 611 là nếu mà hạch toán theo cái phương pháp là kiểm kê định kỳ ấy, thì nó mới 611. Còn mình thì bình thường thì mình không quan tâm, em chỉ quan tâm đến là cái chỉ tiêu tiền chi trả cho người cung cấp thì bao gồm có trả tiền cho người bán là nợ 331 có 111 hoặc là nợ 15x, 15x có 111 cũng là cái tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa đúng không? Hiểu chưa? Tiếp đến là cái số 3 là mua chứng khoán. Đây cái này nó sẽ là 121 đối ứng với 111, à đối ứng với tài khoản tiền. Được chưa? Thì nếu trong kỳ của em phát sinh có ba cái này thì nó sẽ ra. Thế bây giờ quay trở lại cái sổ nhật ký chung, chị dạy em cách cách lọc như thế nào cho nhanh. Tại vì nó khó ở cái ví dụ như ở sổ nhập liệu của chị ấy. Chị thiết kế ở trên cái phần mềm Excel của chị thiết kế rất dễ là nợ và có và chỉ có một cột số tiền thôi. Thì ở cái thằng nhật ký chung của Misa thì nó lại nợ này, xong có này, tiền ở đây, xong dưới này nó lại ngược lại là nợ này, có này và tiền ở đây. Đấy là nó phát sinh hai dòng nên là nó rất là khó hiểu. Được chưa? Thế bây giờ để đầu tiên để lọc cái chi tiền ấy. Chi tiền. Một là em có thể lọc ở bên này cũng được, hay là hai là em có thể lọc ở cột nợ hay cột có đều được, bởi vì tổng tiền nó đều là cùng một số. Được chưa? Hiểu không? Cũng lọc lại, ví dụ em lọc cái bên nợ này cho chị cũng được. Được chưa? Nợ này đi, giả sử nợ đi thì đây là tiền thu này. Đây. Nếu mà là tiền chi thì em cứ vẫn cứ lọc vào cột nợ này nhá, số tiền nhá. Còn đối ứng ở đây là em sẽ chỉ tích vào 1112 thôi thì nó sẽ ra các cái khoản mà em liên quan đến 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 chi tiền. Được chưa? Bây giờ cái chỗ này là chi tiền rồi, em lọc được chi tiền rồi và đây là các cái tài khoản đối ứng với cái tài khoản chi tiền của em. Được chưa? Thế thì em sẽ quay lại sang cái thằng hai này. Thì ở đây nó đối ứng lúc nãy chị có dạy em rồi là 331 này. 331 đối ứng với tiền này. 15x đối ứng với tiền này. Được chưa? Thì bây giờ bên này em cũng sẽ chỉ lọc cái tài khoản 331 và tài khoản 15 thôi. Dụ đây, 331 và 156. Được chưa? Bọn em 15 thì ở đây chỉ có 156 thôi. 331 thì đây. Thì tổng tiền ở đây nó là 24761 680. Đấy. Em nhìn này, nó trừ ra luôn. Được chưa? Đấy, thế nên là cái cách em nhìn nó rất là dễ. Thế ví dụ như là đây là toàn bộ cái số 2 của em đây. Được chưa? Tiếp nhá. Chứ còn tiền chi trả cho người lao động thì cái này quá dễ rồi. Đúng không? Cái này quá dễ rồi. Thế bây giờ em làm xong cái này thì em bôi cái này vào chẳng hạn, em bôi cái này vào. Đấy, em bôi cái này vào chẳng hạn. Thế bây giờ tiền chi trả cho người lao động là em sẽ đối ứng với 334 luôn, được chưa? Chị đặt hàm sub total ở đây luôn để khi mà mình lọc nó sẽ tự động cộng, nó sẽ tự động cộng tổng tiền luôn để em khỏi phải kéo như thế này em tính. Ở đây là 983526646 này. Ok chưa? Khớp vào chưa? Tiếp theo đến là cái tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh. Chị nói nhanh luôn cho em nhìn này. Tiền chi khác. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh là số 7 đúng không? Số 7 thì ở đây nó sẽ có phát sinh đối ứng giữa 811 với 11. Có nghĩa là tài khoản chi phí là đầu 8. 811 thì nó sẽ đối ứng với tiền thì nó sẽ nằm trong mục chi khác. Được chưa? Tiếp theo này, 333. 333 đối ứng với tiền. Thì trong đó em phải hiểu nó là tài khoản thuế rồi, bao gồm tất cả các tài khoản thuế rồi.
3 3 3 1 1 cũng là Vâng. trong cái con của cái này rồi, cái này nó là tổng rồi, được chưa? Phát sinh 1 3 8 6 đây có nghĩa là phát sinh các cái tài khoản nợ như thế này rồi đối ứng với tài khoản 111, cả 242 này, cả 642 này, cả 133 này, được chưa? Thế thì sang bên này em sẽ lọc cái này của em. Cái này của em sẽ có những cái tài khoản nào? Một ở đây là 1331 này, 242 này và 6422 này. Được chưa? Đây nhá, nhìn đây này. 242 này, 642 này và 3331 này. 333 là chung rồi, tài khoản tổng rồi, đúng không? Đây. Ở đây em sẽ lọc này. 1331 này, 242 này, 6422 này, đấy ba cái thằng này thì nó sẽ cộng ra là 1922601. Khớp chưa? Đấy, nó rất là dễ dàng thôi. Có nghĩa là cái thằng này nó sẽ là bao quát tất cả, còn em có cái nào ở trong đấy thì em chỉ lọc cái đấy thôi. Được chưa? Được chưa? Ok nhá, thế còn cái khoản mà thu này em có cần chị lọc cho nữa không? Không, cái đấy chỉ 511 với lại 515. 515. Ok, đúng rồi. Còn tiền thu khác này là các khoản còn lại. Ok nhá. Còn đây là vốn góp thì đối ứng với 411 không có gì cả rồi. Được chưa? Đấy, thế nên là dù là làm phần mềm hay là làm Excel, quan trọng là em phải hiểu bản chất. Hay là có chỉ chứ không thì em cũng mò chẳng biết đường nào mà lần đấy. Tại vì phần mềm khó, tự động hết mà. Tại vì cái phần này nó khó nên là không phải là ai cũng có thể là am hiểu để mà giải quyết được cái lưu chuyển tiền tệ với cái loại, nhất là loại hình dữ liệu doanh nghiệp mà lớn. Nên là Excel các bạn ấy rất là ưa chuộng làm Excel là vì như vậy.